Xin kính chào các cô chú, các anh chị và các bạn thân mến. Hôm nay là ngày cuối của tháng Giêng rồi, tức là còn khoảng hơn 10 ngày nữa là Tết Nguyên Đán ở Việt Nam á. Thì ở bên đây thì cái cuộc sống bên đây thì nó không có, hầu như không đón Tết Nguyên Đán. Có nhiều năm mình cũng quên luôn á. Nhưng mà mấy năm nay mình cố gắng, mình nhớ là để tụ tập các con về để mà ăn Tết cho nó, cháu nó biết một chút Tết. Tự vì hồi các cháu còn nhỏ, mình cũng sơ suất quá, mình không có tổ chức Tết Nguyên Đán, toàn là ăn Tết dương lịch thôi. Cho nên là mấy năm nay là cố gắng tổ chức như vậy á, mà thấy các cháu cũng rất là vui. Nhưng mà có năm á, thì các cháu sắp xếp về được, có năm thì các cháu không về được. Thì năm nay nó nhằm ngày thứ bảy đó, thì mấy cháu có hẹn nhau về đó, mình cũng thấy vui. Thì cái video này á, hôm nay á, mình muốn nói một chút về cái chuyện mà dọn dẹp nhà cửa. Cuối năm rồi mình cũng muốn dọn dẹp nhà cửa một chút. Thì những năm trước mình ăn Tết Tây á, thì thường mình hay làm trước Tết Tây. Mà năm nay hôm trước Tết Tây mình hơi bận bịu, mình chưa dọn dẹp lắm. Bây giờ gần Tết Nguyên Đán, mình mới nhớ là cái cuốn sách mà Dansari của người Nhật á, cái cô đó tên là gì ta? Hideko Yamashita. Cô viết cái cuốn sách Dansari. Cái cuốn sách đó nó hướng dẫn mình về cái cách sống đơn giản. Mình đơn giản vừa trong suy nghĩ mà vừa đơn giản vừa trong cái việc mình mua sắm hàng hóa với lại chăm sóc nhà cửa. Mình thấy hay lắm. Hay nhưng mà thực hành rất là khó. Thì nhiều năm nay thì mình đơn giản được những cái suy nghĩ của mình, tức là mình những cái quan hệ, giống như những cái quan hệ trong cuộc sống nè, quan hệ bạn bè, chị em, bà con, hoặc những cái suy nghĩ, những cái tư duy của mình đó, thì mình đã làm được nhiều lắm. Nhưng nhà cửa vẫn còn bề bộn lắm mấy bạn ơi. Mình bị cái tật tiếc đồ đó. Tiếc, mình cầm cái món gì lên á, mình cũng nhìn thấy những cái hình ảnh ngày xưa. Chẳng hạn như là con mình hồi nhỏ nó chơi cái món đó đó, cái giờ mình cho nhiều lắm rồi, nhưng mà vẫn có những món mình vẫn giữ lại. Tự vì mình cứ nghĩ là hồi nhỏ đó, con nó chơi cái món này nè, nó làm những điều này nè, cái mình tiếc. Mà tới một khúc bây giờ mình muốn á, phải ráng quyết tâm. Tự vì mình muốn thôi, lúc trước mình muốn thôi, nhưng mình chưa có sự quyết tâm. Bây giờ càng ngày mình càng cảm giác cái sự quyết tâm nó lên cao. Bây giờ ráng lắm mấy bạn ơi. Ngày hôm nay là mình sẽ dọn dẹp. Mình cũng sẽ không có đi quay hết nhà cửa mình dọn sao. Mấy bạn coi là mấy bạn chóng mặt luôn á. Nhưng mà mình sẽ dọn. Rồi mình sẽ đem đi ra cái cửa hàng ở đây, nó có cái cửa hàng Green Loop. Cái cửa hàng đó là chuyên nhận những cái đồ cũ của người khác bỏ ra mà còn xài được, thì người ta sẽ rửa ráy lại, lau chùi lại sạch sẽ, người ta đem bán lại. Thì những người tới mua những cái cửa hàng Green Loop á, không phải là người nghèo không đâu. Có những người á, cũng thích cho rồi, nhưng mà thích tìm, cũng tìm lại kỷ niệm, đôi lúc cũng thích ra ngó. Hoặc là cũng có những người ra mua, có những cái món đồ mà bây giờ nó không có bán nữa thì người ta ra mua đó. Thành ra cái chỗ đó là giống như cũ người mới ta vậy đó. Mình có cái gì mình không xài, mình cứ đem ra đó, mà với điều kiện là cái đồ đó phải xài được, chứ đừng có kiểu mà dọn rác nhà mình mà đem dục ra đó thì cũng không có được. Người ta cũng kiểm tra đó, tới rồi người ta cũng nhìn sơ qua, thấy giao đồ gọn gàng sạch sẽ người ta mới nhận, chứ không phải mình hôm gom làm một đống một chồi mình đem ra là người ta cũng không thích đâu, người ta không nhận. Thì mình sẽ cho vô mấy cái bao hoặc là mấy cái thùng cạc tông đó, mình đem ra mình cho người ta thấy lau chùi lại, chân lên lại bán,
thì có những món hàng người ta bán có mấy mươi sen thôi, nhưng có món thì vài đồng, có món mắc hơn một chút thì bán được vài chục đồng đó. Thì mình thấy đó cũng hay lắm, cho nên hôm nay sẽ đi dọn. Thôi, chúc các bạn một ngày ăn vui nha. Mình đi dọn dẹp đây. Đây mấy bạn coi nè, mấy cuốn sách này, sách làm bánh nè. Mà giờ YouTube chỉ nhiều quá, mình không xài nữa nhưng mà vẫn cứ thấy là nó có giống như mình cứ hay tiếc đó. Sách của bạn bè tặng đây nè. Đây rồi mấy cái này là bây giờ Google Translate nhiều quá, mình cũng đâu có đọc tới đâu. Bây giờ phải xếp vô đây mà cho vậy chứ mà. Nhiều người vẫn muốn tìm lại đó, thành ra mình cứ đem vậy đó. Mấy cuốn từ điển của đồ nè, mình không cần nhưng mà người khác sẽ cần. Khi nào mà có mấy sách vở chứ nhiều khi mình dục á, mình cũng thấy sao đó, dục sách dục vở thấy nó áy náy trong bụng sao á. Cái này không phải dục mà đem ra cho người ta thôi. Đây là cái này là bạn nè, bạn làm tặng cho mình mấy năm trước để trưng Giáng sinh đó, thì xài mấy năm rồi giờ đem ra thì sẽ có người khác cũng thích xài lại. Hôm nay bạn thấy không, mình gom đồ đây. Cái này là chỉ là mới có một chút xíu thôi đó, có những thứ mua mà chưa bao giờ xài, chẳng hạn như đôi giày như vậy đó, còn nguyên còn mạc nguyên chưa bao giờ xài mà còn phải bỏ thôi. Tại vì ông xã mình á giờ ông không có mang giày này nữa, ông mang mấy đôi giày giống như giày sneaker thôi đó, giày mà mình đem đi giục, không phải là giục, mình đem đi cho để cho mình không xài thì có người khác xài ha mấy bạn ha. Trong khi nhà mình cứ để hoài đó, cái hộp còn y nguyên vậy, để đây. Rồi cái đôi này cũng vậy nè, các bạn coi nè, cái đế còn nguyên nè, thậm chí nó còn cái mạc luôn, cái đế còn nguyên vậy á là hầu như là chưa đi đó, ổng chỉ mới đi ăn tiệc có một hai lần rồi đó là không mang nữa. Thôi đành cái đem cho thôi, mình cũng vậy đâu có dở đâu, mình cứ chân mình nhỏ ở đây á, mua đồ khó. Cái mình về Việt Nam á, mình thấy đôi giày á bằng chân mình thích quá mình mua đây. Mua mà qua có mang đâu, còn nguyên nè. Mình đang dọn dẹp đồ thì có người tới giao hàng. Mấy bạn ơi, mình mua gạo á, người ta đem đồ tới. Dễ thương quá trời. Mỗi năm mà có gạo mới đó là mình hay đặt đầu năm, là khoảng dịp Tết Nguyên Đán là mình hay mua gạo mới. Mình mua vậy là mình ăn một năm luôn. Thì mua nhiều á, trên 5 bao thì người ta sẽ chở tới tận nhà. Thì cặp vợ chồng này rất là dễ thương nha. Thì năm nào mình cũng đặt như vậy. Đó, đây là anh chồng người Hà Lan nè, tới giao đồ. Mình đó mình cũng ra, mình chạy ra mình phụ khiêng vô. Rồi mình nhắn chị bạn qua chở đồ về luôn. Cái giá gạo bên đây á, năm nay mình thấy ở Việt Nam là gì giá gạo lên quá trời ha. Mà ở đây không lên nha, năm ngoái năm nay bằng giá nhau. Một bao như vậy á, chắc 20 kg quá. Hình như 20 kg, giá là 40 đồng. Mình cũng hơi ngạc nhiên là giá không lên đó. Mấy cái mền này nè, lâu rồi mình cũng không xài, cứ xếp để hoài. Thôi thì cũng đem ra luôn. Dọn cũng chưa xong, nhưng mà sắp tới giờ cửa hàng ta đóng cửa rồi. Mình chất đồ lên xe, mình chạy ra cho kịp giờ ta đóng cửa. À, hồi nãy á, mình đem đồ ra, mà cái cửa tiệm á, 5 giờ nó đóng cửa nhưng mà 4 giờ ta ngưng nhận hàng rồi. Mình cứ đinh ninh là 5 giờ
cho nên mình đem đồ ra thì người ta không nhận nữa, thôi về dọn tiếp đi mấy bạn ơi. Hồi sáng mình có nói là có những cái món đồ mình cầm lên á là mình thấy kỷ niệm lắm, mình không đành bỏ. Nhưng mà thật ra có những cái món hàng giống như mấy bạn thấy nè, cái áo như vậy đâu có kỷ niệm gì đâu, chỉ có là mình thấy lâu lâu mới kiếm được cái áo vừa người mình thì mình ráng mình để dành. Nhưng mà bây giờ nhiều quá phải dọn thôi mấy bạn ơi. Đó, mình cái áo kiểu này chắc mình có 4-5 cái vậy thôi, dọn bớt đi chứ tự nhiên mỗi lần mình bận có 1 cái thôi, treo thì nó cũng chật chỗ rồi. Chẳng hạn như cái áo này nè, đó, cái thì màu lợt, cái thì màu đậm, mình bận cũng mới có một lần, nhưng mà thôi cũng phải đem thôi. Mình không bận nữa thì mình để đưa ra người khác bận. Đó, mấy bạn coi nè, cái máy may nè, Sinre, mình mua 10 năm rồi. Mình nghĩ mình nhỏ con á, khó kiếm đồ, nhiều khi kiếm á, không có vừa người á, thì thôi cũng ráng mua cái máy may để tập sửa đồ. Mà mình may không được mấy bạn ơi, thôi đành đem cho thôi đó. Áo quần con gái nó đem đó, con đó, bây giờ dọn tiếp, chiều nay chưa ăn gì hết á, dọn tiếp chóng mặt luôn. Đây mấy bạn coi nè, có những cái cuốn sách nè. Đây, cuốn sách này là hồi xưa mình ở Việt Nam mình học tiếng Anh á, mấy bạn coi, 1994. Mà thương cái cuốn sách quá mà không nỡ dục thôi, chứ bây giờ YouTube nó dạy đầy. Mà hồi xưa cái cuốn sách này mình thích lắm, dạy văn phạm rất là tốt. Mình coi cuốn này hồi đó mình học được nhiều lắm. Chỉ vì vậy thôi mà thương cuốn sách mà không nỡ rời xa để luôn tới giờ. Mà thôi giờ cảm ơn cuốn sách đã theo mình bao nhiêu năm rồi. Đó, hồi nãy giờ mấy bạn thấy mình dọn đồ đạc cái chóng mặt ghê không? Mình giờ chóng mặt quá, ngồi chờ, ngồi nghỉ chút, không ăn, chiều nay chưa ăn gì hết. Mà dọn, mình lớn tuổi rồi, dọn đồ mau mệt quá. Thôi, nếu mà các bạn coi xong cái video này, nhìn quanh, nhìn góc, thấy đồ nào không xài, nên dọn mấy bạn ơi, dọn đi. Mình dọn dẹp nhà cửa nó thoáng mát, sạch sẽ, trong lòng mình cũng phơi phới, cái tâm thái mình cũng thoải mái, mình đón năm mới mấy bạn. Dọn nghe, mình cùng nhau dọn dẹp nha mấy bạn. Rồi, chúc các bạn luôn luôn vui vẻ, thành công với việc dọn nhà nghe. Bye. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Cho mình một like và share cho những người khác cùng xem nha. Bye bye.